Rồi đang chào với em và con cô bác nha. Hôm nay bên em vừa hoàn thành xong cái bộ dàn cầu máy 3T74. Này là chỉnh sửa lại dàn cầu cũ nha. Độ lạy của anh nhanh ở đầm cùng. Nói chung dòng 3T74 này thì nó được cái là nó giá thành nó phù hợp, rẻ so với 75, nhưng mà thằng này được 22 ngựa, lợi thế là cái xác nhỏ nhẹ. Còn 75 thì xác lớn mà lại được có 21 ngựa à. Giá cả thì 74 này nó rẻ hơn. Thì nó cái cũng có cái ưu nhược điểm khác nhau. Thằng này nó cũng hơn, còn thằng 75 thì nó giá thành lại cao hơn. Nhưng mà nó lại êm hơn. Nên nó là này là cũng xác phu dàn cầu dữ lắm. Hàng gãy liền 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 à. Mới vừa sửa lại. Này em chơi là bình thường có gì đâu, mình thấy gõ cho người ta chấp nhận chơi thì chơi thôi chứ. Nó phải im rồi đó, biết nào cái khác này. Cái này nó gung mà cái khác nó không gung mà nhá. Cái này là ba giày nó này 3 ly rưỡi 4 ly ta nhớ, hình như 4 ly thì phải á. Cái này là 4 ly nè, ống này 2 ly rưỡi, này máng 6 ly, U42 dập cao thành như này 3 phân mấy 4 phân. Giờ hoàn thành xong luôn. Này qua coi cái bộ dàn cầu cũ nè. Đây xà beng luôn. Đây này này này. Có xí bách luôn ha. Cái này cũng là nền đặc 35. Này chạy mấy xác rồi anh nhanh? 3 xác mấy? 1 xác 6 tháng không? Về 6 tháng thì 6 tháng là sáng tháo ra hả? Ừ. Nè, cái này là mình đặt không luôn. 2 tháng hồi tháng 2 tháng 5. Gãy luôn làm đôi luôn. Đặt 35 mà gãy luôn làm đôi thì nó quá tuyệt vời luôn. Đặt 35 inox 304. Vua phá dàn cầu. Này này chỉnh lại nền đôi nè. Ê nền liền. Lốc đạp. Đạp 35. Chữ T cũ. Này sửa lại này thay khác. Này là một này cũng là tận dụng lại luôn, nào nói chung là nào không gãy tận dụng lại. Làm kẹp mới luôn. U dập. Cây xà beng rồi đó, còn cái bọc lát là với cái lát trong là tận dụng xài lại. Cái gì đó không? Con chậm là gì nào ấy? Nó chui hả? Lấy để cái chui bển đi, chui màu xanh đó, cái chui màu xanh đó, ờ lấy cái chui đó đi. Ê để đại luôn, để đại đi luôn, ờ rút đi luôn, tới mà dây xịn ta đó trời, cậu nó mua không có đâu anh luôn, cậu này mua không có đâu. Tới mà. Ba T 74 này chạy vỏ 8m1, lái mét 25, 2m3, mét 25 rồi. Chạy cũng được 40-50 cây á. 50. Rồi chạy 3 cánh, chạy 2 cánh thì giọt nữa. Lái chịu chà bá luôn. Lái cao nước này chắc khoảng có 7 tấc à. Được cái thì nó mạnh hơn. Lớp này phải dài xíu nó ngon dữ ha. Chắc có thêm 2 tấc nữa rồi. Không biết nó quay chiều nào. Xíu đi chạy tới nhà luôn à. Tại vì nãy chạy lộn rồi. Rẽ lên rồi nó rẽ xuống hai miếng đường nó móc vô. Hồi nãy lội bộ đâu xuống vậy? Nãy chạy lại cái đầu lộ đây mà chạy lộn đường này. Mình đây chạy lộn đường đó. Đi
điện bảo mà nó không nghe máy nghe nên chạy lại xuống luôn. Lần là nghe nó nói ở đi đầu kinh đây nè. Thôi làm chơi thôi. Vậy đi. Vậy là nghe chắc nói nghe anh bảo mà bào không bào hả? À. Dạ chị cảm ơn nghe. Chứ về nghe. Lật giặt này có gì đâu. Nói cũng được. Sau này muốn nới dài ra thì giờ chứ tê. Kéo ngoài chút xíu nữa. Rồi xuống rồi á. Sáng giờ có ai điện chưa? Sáng giờ có ai điện chưa? Có thiếu nữa không? Đem đồ còn có thiếu nữa không? Chắc ghi sổ nữa quá. Đuôi cỡ này dài là đúng bài bản luôn, còn đuôi anh trước nó ngắn quá nên bị nôn. Cái dàn đuôi sao nè, nó gặp của anh cái này dài hơn trước, nó hơn 2 tấc á. 2 tấc mấy á, 3 tấc á. Đuôi này nó dài hơn hả? Ừ, đuôi dài hơn á. Con chạy thử vòng coi, được chưa? Con chạy không? Mình cầu em không bị ngu. Mày nhỏ giặt giặt cái đầu máy chứ đầu lớn không ngu. Còn là cái gùm. Tê tay tê vỏ chứ. Không vỏ là gì là khổ cũng không bỏng. Người tiếng máy mà đâu tôi không biết. Lỗi dây ra. Chạy chưa? Hả? Chạy chưa? Chạy bị đại luôn. Vỏ này 8x1 chứ không phải 7x9 nha. Tại để cái thông số trong cái đăng kiểm nó 8x1. Vỏ bự chà bá. Chở tấn 2, tấn 3. Em chưa? Không rung luôn, cái đồ khổm của anh làm một cái còng. Này một lá
Còn hút đuôi nó bị giật nhẹ nhẹ là do cái đuôi đó em ép không được. Hay chỗ cái giò gà đó ép không được, chứ không phải ép nữa ngay nó im nữa đó. Nó bị kênh lên đó. Nó bị quặm xuống cái chỗ cái đuôi này nè. Em nãy đem lên ép rồi mà ép không được. Ép ngay chân cái muỗng nước luôn á, không được. Rồi bỏ luôn. Giờ ok rồi. Đồ ơi. Thay đồ đi, có đồ nhiều đồ làm mát cho qua giữa sông. Hết chưa, còng 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 rồi đó.